sự thất bại của nhà nước Cộng sản Việt Nam khi phải xin tiền dân mua vaccine. Việt Nam đang trải qua đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất kể từ đầu đại dịch, khi đã ghi nhận gần 7.000 ca nhiễm trong cộng đồng ở 39 tỉnh, thành phố kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021. Ngày 5 tháng 6, Chính phủ Việt Nam công bố chiến dịch gây quỹ phòng chống COVID-19, kêu gọi cá nhân và doanh nghiệp đóng góp tài chánh để mua vaccine. Tuy được truyền thông nhà nước ca ngợi là một chiến dịch thành công với các khoản đóng góp nhanh chóng được gửi về, vẫn còn đó những vấn đề mà người dân thắc mắc xung quanh việc chính phủ phải kêu gọi đóng góp tiền cho quỹ vaccine COVID-19. Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á phải huy động người dân góp tài chánh để mua vaccine COVID-19, đồng thời cũng là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất khu vực, với chưa tới 1% dân số được tiêm đủ 2 liều vaccine. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là tại sao mặc cho đại dịch đã xảy ra hơn 18 tháng, nhưng chính phủ vẫn không chuẩn bị được tài chính để mua vaccine, để đến lúc dịch bệnh trở nên nghiêm trọng thì mới cuống cuồng xin người dân đóng góp. Nhà nước có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho người dân trong bất kể hoàn cảnh nào, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp như đại dịch. Sẽ không hợp lý khi quy trách nhiệm cho nhà nước nếu tình huống khẩn cấp xảy ra một cách đột ngột, nhưng trong trường hợp của Việt Nam thì nhà nước đã có rất nhiều thời gian. Đại dịch COVID-19 bắt đầu lan tới Việt Nam vào tháng Giêng năm 2020, đến nay đã là gần một năm rưỡi, và vào tháng 11 năm 2020, thế giới đón nhận tin vui khi vaccine chống COVID-19 được điều chế thành công và chỉ một tháng sau đó thì được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2021, khi chính phủ Việt Nam công khai dự toán ngân sách nhà nước, thì không hề có khoản nào dành cho việc mua vaccine. Thậm chí, ngày 2 tháng 6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành còn khẳng định là chính phủ không thiếu tiền để bảo vệ sản xuất vaccine và sức khỏe người dân. Ấy vậy mà chỉ 3 ngày sau đó thì chính phủ phát động chiến dịch kêu gọi người dân đóng góp tài chánh để chống dịch. Sự thiếu chuẩn bị và các phát ngôn sai lệch của những người đứng đầu chính phủ về tình hình tài chánh cho thấy sự thiếu năng lực của bộ máy nhà nước và tính không minh bạch của chính phủ. Đây rõ ràng là sự thất bại của nhà nước trong nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho người dân. Và đây không phải là lần đầu tiên nhà nước Cộng sản Việt Nam thất bại và phải nhờ đến dân làm giùm trách nhiệm của nhà nước. Điển hình nhất là các đợt cứu trợ bão lũ hàng năm. Trao đổi với đài EFA, một người dân ở Nghệ An bất bình nói rằng dịch COVID đã bước sang năm thứ hai, có bao nhiêu vốn liếng người dân đã đem ra cầm cự hơn một năm qua, giờ này người dân đã cạn vốn. Thay vì có những giải pháp kịp thời hỗ trợ người dân bình ổn kinh tế, thì chính phủ kêu gọi người dân đóng góp tài chánh để mua vaccine, chẳng khác gì bào thêm vào sức dân. Đây cũng là điểm khác biệt giữa Việt Nam với phần còn lại của thế giới. Trong khi các chính phủ khắp nơi ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ người dân chống chọi với dịch bệnh, từ hỗ trợ người dân chi trả chi phí sinh hoạt đến giảm thuế hoặc phát tiền mặt, thì ở Việt Nam, chính phủ không những không giúp được gì để người dân bớt đi gánh nặng trong thời kỳ dịch bệnh, mà còn đề nghị người dân chi thêm tiền. Việc mua vaccine cho dân là trách nhiệm của chính phủ. Chính phủ cần chủ động phân bổ ngân sách để mua vaccine. Tiền người dân đóng thuế là để chính phủ sử dụng vào những việc cho cộng đồng như mua vaccine. Bên cạnh những bất bình về việc nhà nước không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân, còn có lo ngại về nguy cơ tham nhũng. Ngày 9 tháng 6, báo chí đưa tin đơn vị tư vấn ACT của Pháp sau khi đánh giá an toàn hệ thống đường sắt Cát Linh Hà Đông đã kết luận rằng dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông không đáp ứng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành hệ thống metro và có nhiều nguy cơ hệ thống bị mất an toàn khi đưa vào sử dụng. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội vốn được biết đến là điển hình của vấn nạn đầu tư công thiếu hiệu quả, tiêu tốn mức ngân sách khổng lồ và thời gian thi công kéo dài quá lâu. Việc báo chí công bố kết luận của đơn vị tư vấn trong lúc chính phủ đang tích cực kêu gọi người dân góp tiền chống dịch tạo nên một làn sóng phẫn nộ hơn nữa trước những đầu tư công ngàn tỷ không hiệu quả, lãng phí tiền thuế của dân và mang đầy chỉ dấu tham nhũng của bộ máy nhà nước Việt Nam. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, với sứ mệnh chống tham nhũng trên toàn cầu, thì Việt Nam được xếp hạng là quốc gia có mức độ tham nhũng cao. Sự thiếu chi tiết trong cách giải trình của chính phủ về việc sử dụng tiền cho người dân đóng góp trong công tác phòng chống dịch cũng khiến cho nhiều người dân nghi ngờ.
nhà nước nhận tiền từ người dân, giao cho một đơn vị nhà nước là Bộ Tài chánh quản lý, mà không hề thấy đề cập đến đơn vị kiểm toán độc lập nào khác. Vì vậy, không thể không khiến người dân nghi ngờ xảy ra việc tiền đóng góp không được sử dụng đúng mục tiêu. Ngoài ra, thời hạn kêu gọi đóng góp các mục chi tiêu cụ thể, loại vaccine mà nhà nước sẽ mua cũng là những thông tin mà nhiều người quan tâm. Việc Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt vaccine của hãng Sinopharm của Trung Quốc cho nhu cầu cấp bách phòng ngừa COVID-19 trong nước đã tạo sự bất bình trong dư luận. Người dân Việt Nam vốn đã có nhiều kinh nghiệm với hàng dỏm, hàng giả, hàng độc hại của Trung Quốc, từ thực phẩm có hóa chất độc hại cho đến đường sắt Cát Linh - Hà Đông không an toàn.